Kim Tuấn Kiệt và Puka chính thức công khai mối quan hệ tình cảm sau hơn 4 năm hẹn hò bí mật. Tối ngày 6 tháng 9, Kim Tuấn Kiệt khiến mạng xã hội bùng nổ khi đăng tải tấm ảnh thân mật cùng diễn viên Puka với biểu cảm rạng rỡ. Nhân dịp sinh nhật, nam ca sĩ chính thức công khai mối quan hệ tình cảm cùng bạn gái tin đồn sau thời gian dài kín tiếng. Puka đã chính thức nhận lời cầu hôn của Kim Tuấn Kiệt và khoe nhẫn trên ngón tay áp út. Theo nhiều nguồn tin, Kim Tuấn Kiệt và Puka đang lên kế hoạch tổ chức hôn lễ trong năm 2023. Đây là đám cưới được mong chờ nhất của showbiz Việt ở thời điểm hiện tại. Thời gian qua, cặp đôi này xuất hiện trong nhiều game show truyền hình, được các đồng nghiệp tích cực đẩy thuyền. Trong một số chương trình, MC Trường Giang cũng thường xuyên úp mở chuyện tình cảm của cả hai. Không ít lần người hâm mộ phát hiện Kim Tuấn Kiệt và Puka có những cử chỉ tình cảm sau hậu trường, diện đồ đôi hay cùng xuất hiện ở một địa điểm du lịch. Cách đây vài tháng, trong phiên livestream của Kim Tuấn Kiệt, giọng nói của Puka bất ngờ vang lên và nam ca sĩ đã ra dấu để bạn gái dừng lại, thời điểm chưa công khai. Mới đây nhất, trong một game show truyền hình, Puka và Kim Tuấn Kiệt đã sắm vai cô dâu, chú rể trong đám cưới theo kiểu miền Tây, giả định. Với quan viên hai họ là dàn nghệ sĩ như Trường Giang, Lâm Vĩ Dạ, Lê Dương Bảo Lâm. Dưới phần bình luận, khán giả để lại nhiều ý kiến thích thú với màn kết hôn giả cặp đôi này. Song, hơn 4 năm qua, họ chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò khiến các fan tỏ ra nóng lòng. Trong quá khứ, nữ diễn viên người Cần Thơ từng lên tiếng phủ nhận, cho biết cả hai chỉ là chị em thân thiết và cô cảm thấy ngại khi bị ghép đôi với nam ca sĩ. Nhiều người cho rằng Puka muốn giấu chuyện hẹn hò vì không muốn khán giả nghĩ cô dùng câu chuyện đời tư để đánh bóng tên tuổi. Sau khi đăng ảnh công khai tình cảm tối 6/9, rất nhiều nghệ sĩ đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi mới của showbiz Việt. YouTube clip fan bình luận hài hước, từ, vậy đi, giấu hộ hoài mệt quá. Trong khi đó, bạn thân của Kim Tuấn Kiệt, diễn viên Duy Khánh bày tỏ, ôi, ngày này cũng đã tới. Thuyền trưởng tuyên bố, thuyền Pugin, Puka và Kim Tuấn Kiệt chính thức cập bờ. Chúc mừng! Hiện, bài đăng của Kim Tuấn Kiệt thu hút hơn 700.000 lượt thích, hơn 76.000 lượt bình luận và gần 50.000 lượt chia sẻ. Rất nhiều khán giả bày tỏ sự ủng hộ và mong muốn cặp đôi nhanh chóng tổ chức đám cưới. Ca sĩ Kim Tuấn Kiệt, tên thật là Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh năm 1994. Anh tham gia ca hát, diễn xuất khi còn là sinh viên tại khoa âm nhạc của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Vẻ ngoài điển trai cùng tính cách hài hước giúp nam ca sĩ ghi điểm trong mắt công chúng. Đặc biệt, vai diễn Đức Mẫn trong sitcom Gia đình là số 1 đưa tên tuổi của Kim Tuấn Kiệt nổi tiếng hơn. Năm 2022, anh đoạt giải thưởng nam diễn viên truyền hình được yêu thích tại Ngôi Sao Xanh với phim Suya hay Suya. Diễn viên Puka, tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, sinh năm 1989. Cô được biết đến khi tham gia một số vở kịch hài của sân khấu thế giới trẻ, đồng thời đóng một số phim điện ảnh như Chạy đi rồi tính, 2016, Yêu đi, đừng sợ, 2017, Mùa viết tình ca, 2018. Đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.